Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái switch ký tự. Đấy, thì bài học hôm trước thì mình đã giới thiệu về cái câu lệnh switch với kiểu là số nguyên. Đấy, và hôm trước thì mình đã giới thiệu về cái switch số nguyên, thì bây giờ cái switch với ký tự thì nó cũng tương tự như cái kiểu switch số nguyên. Đấy, về đây là một cái chương trình mà mình đã chuẩn sẵn trước rồi đấy. Đầu tiên mình khai báo cái kiểu dữ liệu cho cái ký tự đấy, tức là kiểm tra, tức là character đấy. Sau đó cũng cái cú pháp nó của switch nó cũng tương tự như ở bên switch số nguyên ở bài học trước. Về cái key, cái key như phần trước mình đã nói thì cái key đây thì chỉ được sử dụng số nguyên, nhưng vì sao đây mình lại sử dụng là a đấy. Thì trước tiên thì mình sẽ với khi mình sử dụng a như vậy thì nó có chạy không đấy, thì mình sẽ chạy để cho các bạn xem. Như vậy thì nó đã in ra chữ a đấy, như vậy là nó vẫn chạy đấy. Với trường hợp mình nhập là chữ C đấy, thì nó đã in ra cái chữ C này rồi ạ. Đấy, nhưng với trường hợp mình nhập đây, ở đây khai báo là chữ K đi ạ. Đấy, thì nó sẽ in ra cái dòng là tôi không biết cái chữ này đấy. Giống như cái default ở đây đấy. Và vì sao ở đây mình đặt là A đấy? Vì ở trong trong các ngôn ngữ lập trình cũng như trong các hệ điều hành thì thường người ta sẽ gán cái A này là một giá trị bằng số đấy. Thì nếu mà làm ký tự thì sẽ có rất nhiều là ký tự, nên là người ta sẽ biểu diễn dưới dạng số đấy. Và như vậy thì các bạn cũng có thể thấy là cái switch ký tự với cái switch kiểu nguyên số nguyên thì nó cũng hoàn toàn tương tự nhau về mặt cú pháp cũng như là cái ý nghĩa đấy. Và các bạn chỉ cần lưu ý về một cái phần là với kiểu ký tự thì chúng ta hiểu cái key này như một kiểu số nguyên, bởi vì ở trong ngôn ngữ lập trình thì người ta hiểu rằng và người ta quy ước rằng cái chữ này, chữ ký tự này sẽ được quy ước ra thành một số nguyên đấy. Ví dụ a thì nó quy ước là thành 93 hoặc là số bao nhiêu đấy đấy. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý đó. Thì trên đây là cái phần giới thiệu về cái lệnh switch với kiểu ký tự. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.